see anybody here. Sao mà lên mét 9 hơn cả Vũ Đức à, hơn Vũ Đức với cả anh Huy. À, đây cháu cứ vừa phải đều đều thôi. Không chơi ăn thế này cơ mà, ăn thế này cơ mà đúng không? Nha. Con kim nữa, mày là 12 nữa, mày đẻ rất thế nhớ. Hai thằng đẻ rất thế nhớ. Mùng 9 đến 9, rất thế nhớ. Bố Đức lại cho mâm mâm nè. Bà ngoại, không bà ngoại mới sang thăm, bà ngoại đang ốm. Tần sau thì về bà ngoại. Cái mắt nhìn như thế. Mở mắt ra con. Chuẩn bị cho tai cháu nhìn cũng được. Tai đẹp, tai to. Tai đây. Tai đẹp. Cố gắng giữ cái đầu tròn nữa. Nghĩa là sau là không ngồi Camry nữa, là ngồi Rolls Royce rồi. Ôi giời. Không, cháu là bình dân thôi. Nhưng mà bọn này bây giờ sửa một thứ nữa. Để ta một bước lên Camry. Chứ còn gì nữa. Hết đôi mắt đấy. Mới cháu mới có 4-5 ngày tuổi mà lượn nhiều vết là đi ra đi vào bệnh viện. Một lần đi khám, một lần đi soi. Mày bắt đầu cơn đau đầu tiên mấy giờ? Tao từ 5 giờ sáng đến 7 giờ. Em đứng cả em cũng dặn. Đau nhẹ, đến chiều 5 giờ chiều. Bệnh viện đấy là nó mới cho đến con bệnh viện kia. Đứng từ đầu cuối kia kiểu Tây. Ở đây ông vào đi. Ông. Ôi khóc. Ờ, từ 3 giờ sáng nó mới đẻ. Tao hỏi mày gần cày. Từ lúc 3 phân đến lúc 5. Hay là ông nội này. Ông ngoại của anh Huy, ông nội của John này. Có, nhưng mà nó vẫn đau nha. Lúc mà dần đẻ nó vẫn đau rồi. Nhà Huy khóc nhè. Khóc à, khóc cho bú nốt. Khóc thì lại bú nốt. Ông vào hẳn đóng cửa ông lại không ơi. Tao ngưỡng mộ với mẹ này. Tao phải không? Tao phải không? Nó chỉ còn. Ông ở đây không? Đây để thường hết nhỉ. Đây để thường, không làm gì. Tiêu quanh, thật là